máu thì mình sẽ học gì xác định nhóm máu. Mục đích xác định nhóm máu là để truyền máu, tránh trường hợp tai biến. Truyền vô bao nhiêu vỡ hết hồng cầu nhiêu, truyền vô nhiêu vỡ hồng cầu nhiêu, nó sẽ bị vô nghĩa. Đối với cái trường hợp mà tán huyết á, ở đây nó sẽ liên quan đến hai hệ nhóm máu chính, đó là hệ ABO và hệ Rhesus RH này. Về mục đích của xác định nhóm máu là để truyền máu bù cho cơ thể cái người bệnh nhân đó đang cần một lượng máu cần thiết. Tai biến khi truyền máu đó chính là sự tán huyết. Phản ứng giữa cái kháng nguyên trên màng hồng cầu và kháng thể trong cái người bệnh nhân. Cái phản ứng ngưng kết mà gây tán huyết đó chính là giữa kháng nguyên và kháng thể. Kháng nguyên này nằm trên bề mặt màng hồng cầu và kháng thể là nằm trong máu bệnh nhân. Kể cả những cái hệ nhóm máu nào cũng vậy, là nó đều theo nguyên tắc đó chính là kháng nguyên, kháng thể ngưng kết. Kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu, kháng thể trong máu bệnh nhân. Lưu ý cái vấn đề đó. Còn trong máu bệnh nhân có kháng nguyên, kháng thể không? Có. Máu bệnh nhân có hồng cầu là có kháng nguyên. Nó sẽ có những cái kháng thể liên quan đến nhóm máu đó. Trước khi truyền máu cần xác định kháng nguyên, kháng thể tương ứng trong máu người cho và người nhận để tránh tai biến trong truyền máu. Phân loại nhóm máu dựa vào kháng nguyên. Tại sao? Đối với hệ ABO, mình sẽ học có hai hệ nhóm máu chính. Đó là hệ ABO và hệ Rhesus. Cái hệ ABO này, nó sẽ mình nhìn sao biết mình nó là nhóm máu A, nhóm máu B hay nhóm máu O. Là nhìn trên bề mặt hồng cầu á mấy chị. Hệ ABO nó chỉ có duy nhất hai kháng nguyên thôi. Đó là kháng nguyên A và kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu. Còn kháng thể trong huyết tương á, thì nó ngược lại nha. Có kháng nguyên nào thì không có kháng thể đó. Ví dụ như có kháng nguyên A thì sẽ không có anti-A. Mà nó không có kháng nguyên B thì nó sẽ có anti-B. Ở đây là antibody, kháng thể. Đối với hệ ABO là mình sẽ có 4 nhóm máu. Nhóm máu A là nhìn vô hồng cầu, có thấy kháng nguyên A là đặt tên nó là nhóm máu A. Nhìn vô hồng cầu có kháng nguyên B, đặt tên nó là nhóm máu B. Nhìn vô hồng cầu vừa có kháng nguyên A trên bề mặt, vừa có kháng nguyên B là nhóm máu AB. Nhìn vô hồng cầu không có kháng nguyên A, không có kháng nguyên B là nhóm máu O. Không A không B. Tương ứng nó sẽ ngược lại. Trong huyết thanh, nếu mà người nhóm máu O á, là trong huyết thanh này nó sẽ có vừa có anti A mà vừa có anti B luôn. Không có kháng nguyên nào thì nó sẽ có kháng thể ngược lại. Người nhóm máu A thì nó có kháng nguyên A và trong máu người này sẽ có anti B. Người nhóm máu B tương ứng vậy, trong máu người này là có kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu thì trong huyết thanh nó sẽ có anti A. Đối với hệ ABO là vậy, nó chỉ có hai loại kháng nguyên và hai loại kháng thể thôi. Người nhóm máu AB, cái phản ứng ngưng kết xảy ra là phản ứng ngưng kết giữa kháng nguyên và kháng thể, nó đặt cùng tên. Thì khi nó ngưng kết mới vỡ hồng cầu. Trong này là trong cơ thể một người toàn vẹn, có kháng nguyên nào thì sẽ không có anti đó, mà không có kháng nguyên đó thì sẽ có anti. Coi như của cái anti đó. Ví dụ không có kháng nguyên A thì sẽ có anti A. Không kháng nguyên B thì sẽ có anti B. Vậy thôi. Nhớ bên không kháng nguyên là có anti được rồi. Cũng được rồi. Bên này không có anti nào hết. Tại vì nếu có là chết từ nhỏ xíu rồi. Nhóm máu O không kháng nguyên A, không kháng nguyên B thì nó sẽ có kháng thể A và kháng thể B. Nhóm máu A nhìn vô có kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu là nhóm máu A. Có kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu là nhóm máu B. Nói chung là nhìn vô hồng cầu có cái gì là nhóm máu đó. Nhìn vô hồng cầu vừa có kháng nguyên A vừa có kháng nguyên B là nhóm máu AB. Nhìn vô hồng cầu không có kháng nguyên AB là nhóm máu O. Kháng thể ngược lại, có kháng nguyên không kháng nguyên B thì có anti B, không kháng nguyên A thì có anti A. Có cả hai kháng nguyên thì nó là không có anti nào hết. Không có kháng nguyên nào hết thì có cả hai anti. Ở đây cái vai trò của người cho và người nhận. Mục đích của mình đang nói đến truyền máu là cho và nhận. Ở đây mình cho, cái người cho mình sẽ lưu ý cái gì? Người nhận mình sẽ lưu ý cái gì? Ví dụ mấy chị sẽ nghe được người nhóm máu A cho được ai? Ví dụ A cho được A nè, là khỏi nói rồi. A
một hơi A cho A nữa được không, thì mình sẽ phân tích sao. A cho được B không? A có cho được O không? A này nó có cho được AB không? Thứ nhất, A cho được A không? Thì mình sẽ phân tích phản ứng liên kết giữa kháng nguyên kháng thể cùng tên. A này nó có anti gì, kháng nguyên và kháng thể gì? Trên này nó sẽ có kháng nguyên A. A không cho được B gì đó chị, B A cho được O không? Cái này là cho không được rồi nè. A cho được O không? Không cho luôn. Vậy O cho được A không? Theo anh nghĩ O cho được A không? Anh nói là cái này cũng không cho được. Ủa sao kỳ vậy? Sao anh A? A cho được O, A không cho được O mà O lại cho được A, kỳ ta. Cái này lại chấp nhận được. Đèn xanh cho phép chạy. Đèn xanh này khen kỳ quá. Sao O cho được A mà A không cho được O? Đây là bị cấm. Mình phân tích từ từ ha. Cái này chắc chắn mấy anh chị chắc cũng đã biết hết rồi, nhưng mà kệ, mình phân tích lại cho một số anh chị nào mà còn chưa nắm được á. Ở đây cái mau nhớ mẫu A. O có anti A phải không? Đúng, O có anti A. O có anti A nè. Ở cái ô này nó sẽ có anti A. Bên này là nó có kháng nguyên A. Vậy đố anh trong cái mà A cho ô này nè, nó cũng có vậy. Bên này là có kháng nguyên A nè. Ấy chết. Bên cái ô này là có anti A nè. Vậy nó có ngưng kết không bên này nè? Bên này cũng ngưng kết vậy mà tại sao bên kia cho được mà bên này cho không được? Bên này cũng ngưng kết vậy. Đây. Bên này cũng ngưng kết vậy. Đúng như mấy anh chị nói, đó chính là liên quan đến cái người cho đó, là người ta sẽ lưu ý cái kháng nguyên hơn. Tại vì cái mục đích mình truyền máu này để làm gì, ngoại trừ tùy tình huống. Ví dụ như người ta đang có tình trạng thiếu tiểu cầu thì họ có thể truyền tiểu cầu thôi. Nhưng mà thường mấy anh chị mà tình huống mắc máu cấp á, cái mà quyết định đến cái tình trạng mà duy trì sự sống còn bệnh nhân á, là nó liên quan đến sự vận chuyển oxy, là cái quyết định nhất ảnh hưởng đến chất lượng của thần kinh, tế bào thần kinh có hoạt động sống được hay không. Mấy chị mà bị thiếu oxy khoảng 5 giây thôi là nó sẽ bị mất chức năng liền. Còn nếu mà thiếu trong vòng khoảng bắt đầu 5 phút trở đi á, là nó sẽ có hoại tử ngay tại chỗ cái vị trí thiếu máu. Nếu mà kéo dài hơn nữa, từ 3 tiếng trở đi thì cái vùng hoại tử nó sẽ ngày càng lan rộng hơn. Nên khi mà truyền máu á, cái vai trò ở đây quan trọng nhất mà mình nhắc đến đó chính là hồng cầu. Mình truyền vô bao nhiêu hồng cầu mà nó gặp bên này kháng thể bao nhiêu, nó vỡ hết, truyền máu sẽ bị vô nghĩa. Nè bên này mấy anh chị, kháng nguyên là nằm trên bề mặt hồng cầu. Mình truyền vô bao nhiêu hồng cầu gặp anti-A bao nhiêu, vỡ hết nhiêu. Tương ứng trên này cũng vậy. Truyền vô trên này có trên này có kháng nguyên nè, kháng nguyên A. Bên nhóm máu B này có anti A thì mấy anh chị truyền vô bao nhiêu nó sẽ trở thành vô nghĩa. Truyền vô bao nhiêu vô nghĩa hết nhiêu. Ở cái người này mình sẽ lưu ý cái kháng nguyên, nhưng mà trong kháng thể người ta cũng sẽ có sự ngưng kết, mà tại sao kháng thể thì lại được truyền, khi ngưng kết trong kháng thể thì lại được truyền. Ví dụ trong cái trên này nha nha, em ví dụ một cái phần trên này. Ở đây nó có kháng nguyên A. Trong này nó sẽ có anti B. Kháng nguyên A, anti B bên này không ảnh hưởng. Dưới này nè. Cái nhóm máu A cho được AB không nè. Ở đây sẽ có kháng nguyên A. Bên này nó sẽ có anti B. Cái nhóm máu người nhận, đây là người nhận. Người nhận này có kháng nguyên A và kháng nguyên B. Trong máu người này không có anti nào hết. Vậy
Ở đây nhóm máu A này truyền cho được AB không? Nhóm máu A này nó sẽ có kháng nguyên A. Nhưng mà bên này không có anti-A thì nó không ngưng kết cái đó rồi. Hồng cầu truyền vô bao nhiêu? Nguyên vẹn. Nhưng mà bên này nó sẽ có một cái vấn đề là anti-B nè. Nó sẽ gặp cái kháng nguyên B trên này. Vậy mình truyền vô bên này thì nó cũng sẽ có phản ứng ngưng kết xảy ra vậy. Nó cũng gây phá vỡ hồng cầu của bệnh nhân vậy. Ở đây mình không có cần lo cái anti-B này. Cái anti-B này, cái thứ nhất, máu của người cho nó, cái lượng truyền nó không có nhiều. Tùy, có thể mất máu nhiều 1 lít, 2 lít. Cái lượng máu trong cơ thể mình thường là 4 đến 6 lít. Ví dụ như cái lượng máu ở đây nó bị mắc. Thường mình đi hiến máu nhân đạo đồ, cái túi 250, 350 ml dân dân. Mỗi lần truyền máu có thể tùy cái lượng mắc của bệnh nhân, có thể truyền cả lít luôn. Nhưng mà ở đây là để mà phá vỡ cái anti-B này nè, là tốc độ truyền của họ chậm. Mà cái người bệnh nhân này đang bị mất máu mấy anh chị. Cái số lượng hồng cầu của họ đang không có, cái này nó đang không có tồn tại nhiều. Nó đang cần nhu cầu hồng cầu thêm vô nhiều. Nên lúc này cái vai trò của hồng cầu bên này mới là quan trọng hơn, để mà cung cấp cho bệnh nhân nó có cái chất vận chuyển oxy lên não. Còn cái anti-B này vô đây á, thứ nhất là tốc độ truyền chậm. Thì khi tốc độ truyền chậm đó, cái phản ứng ngưng kết này xảy ra không đáng kể, bởi vì cái lượng hồng cầu của bệnh nhân lúc này còn ít. Cái thứ hai là những cái anti này nó sẽ đào thải từ từ qua gan. Cái phản ứng ngưng kết nó không đáng kể đâu, tốc độ truyền chậm. Mà hiện tại bây giờ á, là do cái tình trạng bệnh lý nó ngày càng phát triển, nhiều cái virus lạ lắm mấy chị. Trong máu của mình đó sẽ có tồn tại một số loại virus lạ ở một số người. Ví dụ mấy chị nghe những cái trường hợp là người khỏe đó mà mang virus viêm gan B á, người lành mang trùng, người lành mang virus. Những cái người nó đâu có triệu chứng gì đâu. Nhưng mà trong cơ thể người đó có virus không? Có virus viêm gan B. Hay là cái đó là phát hiện rồi đó. Còn một số trường hợp những cái loại virus khác nữa mà độc lực của nó yếu hơn, nó nằm chơi gì. Tới khi nào cơ thể mình suy sụp nó bộc phát lên, hoặc nó bị biến đổi bản chất, nó tạo ra những virus nó có độc lực rất là mạnh. Thì trước đó có những trường hợp có những cái kháng thể, có những cái huyết tương của những người đó là có những cái mầm bệnh lạ hoặc có những cái kháng thể lạ, mà khi truyền vô cơ thể bệnh nhân nó sẽ có những cái hiện tượng ngưng kết mà có thể gây tai biến cho bệnh nhân, những cái sốc phản vệ hoặc là những cái nhiễm khuẩn huyết, nhiễm trùng huyết gì đó. Thì lúc này bệnh nhân sẽ cái tình trạng huyết tương nó chứa những cái virus lạ, nó chứa những cái kháng thể miễn dịch lạ, truyền vô bệnh nhân có thể gây tình trạng sốc. Nên lúc này nè mấy chị, họ đem đi quay ly tâm, lấy cái những cái huyết cầu ra, hồng cầu pha trong dung dịch đẳng trương, những cái tiểu cầu pha trong những dung dịch đẳng trương, để coi bệnh nhân thiếu cái gì, truyền túi huyết cầu lắng đó. Ví dụ thiếu máu phải không, thiếu hồng cầu truyền túi hồng cầu lắng, hoặc là thiếu tiểu cầu truyền túi tiểu cầu lắng. Nó sẽ giảm được cái tình trạng mà có những cái kháng thể lạ hay là những cái vi khuẩn virus gì đó trong máu của người cho đó. Ai biết được, lỡ máu người đó nhiễm HIV mình xét nghiệm thì còn biết, còn có kỹ thuật để phát hiện. Còn những cái loại virus mới đâu có biết đâu, không có biết được. Truyền vô bệnh nhân sao làm lây bệnh, thời gian sau mới phát hiện được. Tổn thương của người ta từ từ thì không được. Nên sau đó là người ta loại những cái thành phần huyết tương luôn, chỉ lấy phần huyết cầu là chính thôi. Trừ khi nào chuyên biệt lắm, thiếu máu toàn thể á, họ coi có cần truyền máu toàn thể đầy đủ thành phần hay không thì họ mới truyền. Vậy là bây giờ mình loại luôn cái thành phần bổ thể này, ủ thành phần kháng thể này luôn, mấy chị loại luôn. Vậy là cái người cho này mình chỉ lưu ý đó chính là kháng nguyên thôi, còn người nhận sẽ lưu ý kháng thể. Mục đích ở đây mình nói đến vai trò của truyền máu. Nhóm máu A truyền được cho A. Ở nhóm máu A này nó sẽ có kháng nguyên A. Bên này nó không có anti A là truyền được. Nhóm máu nào mà bên này không có anti A là mấy chị truyền được. Ở đây là nó sẽ có nè, kháng nguyên A. Thì bên này cái nào loại đi cái anti A là truyền được. Cái nhóm máu nào không có anti A là mấy chị bỏ chữ A, bỏ lấy chữ A vô á. Tại vì nếu mà nó thường nha, phản ứng nó ngược lại trong hệ ABO, ngược lại không có kháng thể đó thì sẽ có kháng nguyên đó. Nhóm máu A nè và nhóm máu AB, lấy cái chữ A vô. Nó truyền được cho nhóm máu O không? Nó sẽ không truyền được cho nhóm máu O nha. Tại vì cái lúc này nhóm máu O nó là nó sẽ có nhóm máu O. Nó sẽ có cái anti. Ở đây nó sẽ có anti A.
mà mấy chị truyền vô bao nhiêu vở hết hồng cầu nhiêu, truyền vô bao nhiêu vở hết hồng cầu nhiêu, vô nghĩa. Đối với bệnh nhân, kháng nguyên và kháng thể bệnh nhân là mình không can thiệp được, mình không can thiệp được kháng nguyên kháng thể bệnh nhân, mình chỉ can thiệp được những cái túi máu cho này nè của người cho đó. Ở bên này cái nào người nhóm máu A có kháng nguyên A chỉ cho được những người nào không có anti-A, đó là nhóm máu A và nhóm máu AB. Tương ứng như vậy, cái người nhóm máu B sẽ cho được ai? Người nhóm máu B họ sẽ cho được bên này, dưới này là nó có khổ quá. Ở bên này là có kháng nguyên B thì bắt buộc bên này là phải không có anti B, nếu mà có anti B là nó truyền không được. Cái nào mà nhóm máu nào mà có kháng nguyên B lỗi ra, ủa có kháng nguyên B lấy vô nó lộn nha, B A B, đương nhiên nhóm máu B là không có anti B, nhóm máu AB này cũng không có anti B luôn, mình sẽ truyền được. Tương ứng như vậy, nhóm máu O, nhóm máu O do bên này mấy chị sẽ thấy nó không có kháng nguyên nào hết, không kháng nguyên, nên bên này đó truyền cho ai cũng được. Bên này có anti gì kể đó, không có anti cũng được, mà có anti cũng được, có hoặc không đều được, loại nào cũng được, anti A anti B có gì kể, nó đâu phản ứng liên kết đâu. Nên lúc này mấy chị sẽ truyền được cho máu O nè, truyền được cho máu A nè, truyền được cho máu B và máu AB. Bên này có cái gì truyền cũng được hết đó. Tương ứng với máu AB, nó sẽ truyền được cho ai? Cái nhóm máu AB này nó sẽ có hai loại kháng nguyên, kháng nguyên A và kháng nguyên B luôn. Nên bên này bắt buộc phải không có anti, anti một trong hai cái đều không được hết. Nó dùng chữ hoặc, anti A hoặc anti B là đều không được. Gạch bỏ cái anti này đi, hoặc anti này là đều không có. Vậy cái nhóm máu nào mà không có anti nào hết, đó chính là nhóm máu AB. Tại vì nhóm máu B thì nó có anti A, nhóm máu A thì có anti B, nhóm máu O thì có hai cái luôn, nên không được. Ở đây chỉ có một cái đó chính là nhóm máu AB thôi. Dịch lỡ khi đi cho máu xong trở thành bệnh nhân thì lúc này cái người này sẽ trở thành cái người nhận, thay vì hồi nãy là người cho phải không, bây giờ trở thành người nhận, lúc này trở thành bệnh nhân. Thì ai cho được nhóm máu A, ai cho được nhóm máu A, bên này mấy chị sẽ xét lại là không phải kháng nguyên nữa, mà mình sẽ xét lại là kháng thể. Bên này nó sẽ có anti B nè, thì bên đây bắt buộc cái máu này cho phải không có kháng nguyên B, nếu mà có kháng nguyên B nó vỡ hồng cầu hết. Đối với cái trường hợp này là mình sẽ lấy cái nào có chữ B loại ra, là nhóm máu A và nhóm máu O, AO nó sẽ cho được nhóm máu A. Ai cho được nhóm máu B tương ứng mình sẽ xác định bên đây là có kháng thể gì, anti B. Thì cái nhóm máu người cho bên đây bắt buộc phải không có kháng nguyên. Ở trên này kháng nguyên A, ghi lộn nha. Ở không kháng nguyên B, dưới này là nữa ghi ngược chỗ này nè, anti A. Bên này bắt buộc là phải không có kháng nguyên A, tại vì nếu kháng nguyên A này nó gặp anti A này nó sẽ bị ngưng kết, vỡ hồng cầu, truyền máu bao nhiêu, vô nghĩa bấy nhiêu. Cái nào mà có kháng nguyên A lội ra là nó sẽ có nhóm máu B nè và nhóm máu O là không có kháng nguyên A. Ai cho được cái nhóm máu O, bên này nó sẽ có hai loại anti luôn mấy chị, nên bắt buộc bên kia là không được cho cái anti nào, không cho được cho cái kháng nguyên nào vô hết á. Bên này là kháng nguyên A gạch luôn, hoặc kháng nguyên B gạch luôn, hoặc A hoặc B là gạch hết. Vậy là chỉ có một cái duy nhất mà nó không có chứa kháng nguyên nào, đó chính là nhóm máu O. Tương ứng nhóm máu nào cho được cái AB, bên này nó sẽ không có anti nào hết á. Do nó không có anti nên mấy chị bên kia kháng nguyên gì cũng được.
nó không có antibody. Bên này nè, lúc này bên này nó không có antibody nào hết, không có kháng thể nào hết, nên bên này kháng nguyên nào cũng được. Chính vì vậy A, B cho được nè, A cho được nè, B cho được nè, O cho được luôn. Vậy là cái người cho cũng lưu ý, đó chính là kháng nguyên. Người nhận sẽ lưu ý, đó chính là kháng thể. Nhưng mà sau này á, dẫn cái tình trạng người ta lưu ý, đó chính là kháng nguyên của người cho và kháng thể của người nhận. Họ cũng lưu ý y xì vậy luôn á. Nhưng mà vẫn có trường hợp tán huyết xảy ra. Thì sau đó tác giả Len Steiner phát hiện được trên khỉ macaque rhesus. Ổng phát hiện được trên con khỉ đó đó, là nó có những cái kháng nguyên khác trên bề mặt hồng cầu mà nó quyết định đến sự tán huyết nữa. Nó có những cái kháng nguyên khác khác với kháng nguyên của người của mình. Trong đó có 13 kháng nguyên khác, nó có một cái kháng nguyên mạnh nhất liên quan đến sự ngưng kết, và sau đó họ tìm lại ở người thì đúng thiệt có loại kháng nguyên đó và quyết định đến sự ngưng kết. Và ổng đặt tên con khỉ nó là cái nhóm máu đó luôn. Đó chính là cái hệ nhóm máu rhesus kháng nguyên D. Ở đây nó chỉ có 13 kháng nguyên nha, nhưng mà chỉ xác định là có một kháng nguyên quyết định đến sự ngưng kết hồng cầu thôi. Ngoài ra còn có nhiều nhóm máu hiếm khác nữa, ví dụ như nhóm máu Bombay, hay là nhóm máu không biết sao mà bé kia nó nói nhóm máu gấu trúc, nó coi phim gì đó, phim Hàn Quốc, phim Hồng Kông gì đó, mà nó nói nhóm máu gấu trúc, em tìm rồi không thấy, không biết sao nó đâu tìm ra nữa. Có nhiều nhóm máu hiếm khác lắm, nhưng mà gấu trúc là chưa nghe. Đối với hệ research này chỉ có một kháng nguyên và chỉ có một kháng thể thôi. Nó sẽ có kháng nguyên D ở trên bề mặt hồng cầu và nó sẽ có anti D ở trong huyết tương. Người ta quy ước nếu mà có kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu á thì gọi là RH dương. Còn nếu mà không có kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu thì gọi là RH âm. Trong bốn nhóm máu hệ ABO này thì cái nhóm máu mà phổ biến nhất á là nhóm máu của hệ nhóm máu O này nè, là phổ biến nhất. Còn nhóm máu hiếm hơn đó chính là nhóm máu AB. Nhóm máu O và nhóm máu A là máu phổ biến, B là AB này là hiếm hơn, nhưng mà phổ biến nhất là nhóm máu O, hiếm nhất là nhóm máu AB. Mấy chị nhìn vô đây mấy chị sẽ thấy, mình ví dụ vui cái nhóm máu O và nhóm máu AB này nè. Ví dụ vui nó giống như là gì? Nhóm máu O này giống như một cái vấn đề, đó chính là đại gia. Ai xin gì cũng cho hết đó nha. Ai xin cũng cho hết, hào phóng lắm. Xin phải không? Rồi, cho. Cứ xin gì là cho nó, đại gia mà. Nhưng mà mấy chị thử nghĩ đi, trong xã hội đại gia xong phải không? Khi mà đại gia bệnh xuống, đại gia phá sản, ai chơi với đại gia? Mấy người này có quay lại chơi đâu, không có, chỉ có đại gia khác mới cho tiền tiếp cái người phá sản đó thôi. Không thiệt, nó giống trong xã hội thì em nó vui thôi. Máu ô này giống như đại gia đó. Nó cho gặp ai cũng cho hết trơn á, nhưng mà khi mà nó phá sản xuống thì chỉ có đại gia khác mới cho nó thôi. Ngoại trừ những đại gia keo kiệt nha, thì cái đó mình không nói, đại gia bủn xỉn đi lên keo kiệt quá thì mình không nói. Nhưng mà mấy chị thấy trong cộng đồng rồi đi, đại gia cho hết nhưng mà khi mà đại gia bệnh xuống thì chỉ có đại gia khác cho lại. Còn AB này giống ai? Mình nói chơi. AB này giống như những người đại gia thì đi dưới chân dài, hay là người bủn xỉn keo kiệt cũng được. AB này chân dài chỉ cho chân dài thôi. Anh chị nào mà lấy được của chân dài không? Lấy tiền được của chân dài mới lạ. Ở đây chân dài chỉ cho chân dài thôi. Khi mà chân dài mà có vấn đề gì đó, ai cho tiền cũng có thể nhận, hoặc giúp đỡ về sức khỏe, giúp đỡ về vấn đề đó thì cũng có thể nhận. Nhưng mà khi mà người bủn xỉn keo kiệt này bệnh xuống nha thì cái gì cũng nhận hết á. Nhưng mà khi mà cho người khác á thì chỉ cho đúng cái bản thân nó thôi. Nhóm máu O này là còn gọi là nhóm máu chuyên cho. Nè, ở trên này AB nè, mấy chị ghép chữ A, ghép chữ B, đúng cái nhóm máu nó trước rồi sau đó ghép cái nhóm máu chuyên cho vô, nhóm máu O. Còn nhóm máu AB này là nhóm máu chuyên nhận. AB nó nằm ở phía sau. Và đỡ một cái O khi nó bệnh xuống, nó chỉ O mới cho được truyền O. Nhưng mà sao? Xung quanh nó O nhiều mấy chị, quơ tay cái là có đại O rồi, vô truyền máu cho. Còn đối với nhóm máu AB á là nhóm máu này nó hiếm, nhưng mà đỡ một cái là nó chuyên nhận. Nên lúc này AB mà bệnh xuống phải không, kiếm xung quanh không có nhóm máu AB nào khác hết, nhưng có nhóm máu B lấy vô cho vẫn được, có nhóm máu O lấy vô cho cũng được. Nên đối với cái xã hội của mình á, đa số mấy chị sống tới hiện tại là nó đã qua những cái thiết tiến hóa, nó đào thải bớt những cái nào mà không phù hợp rồi. Và đồng thời không phải tới đây nó ngưng mấy chị,
thuyết tiến hóa là nó còn dài dài gì sao á. Nên nếu mà sao hiện tại mình làm cái gì nha mà ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của mình á thì sau này con cháu nó hưởng. Mình thấy nó cũng cơ thể mình cấu tạo thật sự cũng rất là hay á. Khi mà có một cái vấn đề gì mà nó khó giải quyết á là nó có những cái phổ biến xung quanh hỗ trợ liền. Bệnh tim, những người mà bệnh tim á, nói ra bệnh tim là trước khi họ khởi phát của tình trạng suy tim đó là có sự bù trừ trước rồi mấy anh chị. Mà tại vì họ không để ý, tới khi nào triệu chứng gầm gộ rồi họ mới đi, đó là tình trạng tổn thương nhiều rồi. Một là tổn thương cấp tính, hoặc hai là tổn thương mãn tính kéo dài lâu. Cơ thể mình đã có sự bù trừ hết rồi. Nhóm máu AB hiếm, nhưng mà máu nào cũng cho được nó hết á, nên AB mới còn tồn tại. Còn nếu mà AB hiếm mà không cái nào cho được nó là nó đã được đào thải từ lâu rồi, không phải sống tới bây giờ đâu. Nhóm máu O cũng vậy. Nhóm máu O nó cho được tất cả, nó bệnh xuống nó nhận được chỉ có nó thôi. Nhưng mà có cái là trong đó là máu O phổ biến. Còn nếu mà máu O hiếm cái nữa là làm sao mà có máu O khác cho nó, là nó là dân số máu O là đã trở thành dân số hiếm từ lâu rồi và đã triệt tiêu từ lâu rồi, tuyệt chủng rồi. Nên ở đây là có sự bù trừ hết à. Nó đã qua những cái sự sắp xếp phù hợp tương thích với cuộc sống nó mới tồn tại nổi. Hệ research này giữa hai cái nhóm máu này thì cái hệ research cộng phổ biến trừ này rất là hiếm. Ở những cái nước Âu Mỹ á, cái trừ này nè chỉ có mười mấy phần trăm thôi, 80 mấy phần trăm là cộng. Còn ở Việt Nam 90 mấy phần trăm là cộng, 0 phẩy mấy phần trăm là trừ. Riêng ở châu Phi 100%, 100% là cộng, 0% là trừ. Nhóm máu trừ này rất là hiếm. Vậy mấy chị tổ hợp hai nhóm máu lại, nhóm máu A, hệ ABO và hệ research á, là mình sẽ có tổng cộng là 8 nhóm máu. Mấy chị đi hiến máu người ta phát tờ giấy về cho mình á, hay để chữ là A cộng, A trừ, B cộng, B trừ, O cộng, O trừ, AB cộng, AB trừ. Đó chính là tổ hợp của hệ ABO và hệ research lại. Mình sẽ có tổng cộng 8 nhóm máu nó. A cộng có nghĩa là trên hồng cầu người đó vừa có kháng nguyên A mà vừa có kháng nguyên D. Trong máu người đó là có kháng thể anti B, nó có anti D hay không? Quay qua cái hệ research. Cái hệ research này nó có kháng nó chỉ có một loại kháng nguyên và một loại kháng thể thôi. Đó chính là kháng nguyên D và không có kháng nguyên D. Có kháng nguyên D thì nó là nhóm máu cộng, còn không có kháng nguyên D là nhóm máu trừ. Vậy kháng thể nó có giống hệ ABO không? Là không có kháng nguyên thì nó sẽ có kháng thể. Giống như không có kháng nguyên B á thì trong máu người nó sẽ có anti B. Ở đây đối với hệ research thì nó không đúng nha. Hệ research này nó kháng thể này của nó là đáp ứng miễn dịch đặc hiệu. Chứ không phải là đáp ứng miễn dịch tự nhiên bẩm sinh mà là đặc hiệu. Đặc hiệu là sao? Nó giống như là trường hợp những trường hợp vaccine này kia đó, là liên quan đến tình trạng viêm đặc hiệu á. Cái kháng thể này nè, nó chỉ được sinh ra khi cơ thể người đó tiếp xúc với kháng nguyên, kích thích cơ thể người đó sinh ra kháng thể. Ví dụ ở trong cơ thể người nào có ai có sẵn kháng thể miễn dịch chống lại virus viêm gan C không, hay là có ai từ nhỏ mới sinh ra không nói truyền từ mẹ sang con nha mà tự cơ thể sản sinh á, là có kháng thể chống lại sởi hay là quai bị không? Làm gì có ai có kháng thể đó, không có đâu. Mấy chị muốn hình thành kháng thể á, một là mình tình cờ vô tình mình tiếp xúc với cái mầm bệnh đó, hoặc cái thứ hai là mình ứng dụng vaccine tiếp xúc với lại những cái mà kháng nguyên trên cái mầm bệnh nó kích thích cơ thể mình sinh ra miễn dịch chống lại. Tương ứng như vậy nhóm máu hệ research này là miễn dịch đặc hiệu, nó bắt đầu hình thành cái anti D này. Mấy chị xét nghiệm nha, người đó nhóm máu A trừ, ví dụ người đó nhóm máu A trừ đi, là trong nhóm máu người đó sẽ có A trừ, trong nhóm máu người đó sẽ có kháng nguyên A nè và không có kháng nguyên D, và kèm theo xét nghiệm kháng thể. Nếu mà trong máu người đó là có kháng thể, chắc chắn hệ ABO này là có anti B rồi. Xét nghiệm sau thấy lòi ra anti D. Khi mà nó xuất hiện anti D này có nghĩa là người này đã từng tiếp xúc với lại hồng cầu có chứa kháng nguyên D rồi. Có thể trước đó đã từng truyền máu, hoặc là nếu là nữ là mang thai. Mang thai mà con là có chứa kháng nguyên D á, tại vì cái tỷ lệ nhóm máu cộng nó nhiều hơn là nhóm máu hiếm. Cộng nó nhiều hơn là trừ. Vậy mình tổ hợp lại mình sẽ thấy người này một hệ nhóm máu của mình mà phổ biến liên quan đến tình trạng tán huyết á. Đó chính là có tổng cộng 8 nhóm máu. Phổ biến nhất đó chính là O cộng, còn hiếm nhất là AB trừ. Anti D này bản chất của nó chính là IgG, immunoglobulin gamma đó.
Còn bản chất của những cái anti A, anti B đó là immune, cái là IgM. Vậy bây giờ mình coi cái nhóm máu mà Rh cộng á, nó truyền được cho cộng, truyền được cho trừ hay không, truyền được cho cái nào. Nếu mà Rh cộng á thì nó sẽ truyền, thứ nhất cũng là lưu ý giữa người cho và người nhận thôi, tại vì bên này là nó sẽ có kháng nguyên D nè, nên bắt buộc bên người nhận này phải không có anti D mấy chị mới được truyền. Cũng là theo cái nguyên tắc là kháng nguyên và kháng thể thôi, người cho và người nhận thôi. Lúc này bắt buộc là bên người nhận này phải không có anti D. Vậy là thứ nhất là Rh cộng là không có anti D rồi, tại vì nếu nó có anti D là chết từ nhỏ xíu rồi. Ở đây người mà Rh cộng sẽ truyền được cho Rh cộng. Rh cộng này chỉ truyền được cho Rh trừ trong trường hợp đó là Rh trừ này không có anti D. Nếu Rh trừ này có anti D là không được truyền. Tại vì nếu mà nó có anti D truyền vô bao nhiêu, phá vỡ nhiều, truyền vô bao nhiêu, phá vỡ nhiều, truyền máu vô nghĩa. Vậy là Rh cộng sẽ truyền được cho Rh cộng chắc chắn. Rh cộng truyền được cho Rh trừ đối với trường hợp không có anti D, mình phải xét nghiệm trước có anti D hay không. Bây giờ Rh trừ truyền được cho ai? Rh trừ này là nó không có kháng nguyên D. Đối với người cho, mình lưu ý kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu. Rh cộng nè, bên người nhận là không có anti D. Bên người nhận này có anti D, không có anti D gì kể đó, truyền được hết trơn à. Tại vì sao? Tại vì bên này không có kháng nguyên. Phản ứng ngưng kết là giữa kháng nguyên và kháng thể cùng tên. Bên này không có kháng nguyên, hoặc bên này không có kháng nguyên nè mấy chị, nên bên này kháng thể có hay không gì cũng được chứ, đâu ngưng kết được đâu. Bên này hồng cầu đâu có kháng nguyên trụ lũy, bên này truyền vô kiểu nào cũng được. Vậy là cái trừ nha, sẽ truyền được cho cái trừ, và cái trừ truyền được cho cái cộng luôn. Nhưng không ai dạy đi lấy máu hiếm, ví dụ A trừ truyền cho A cộng. Truyền xong nha, tới lúc mà A trừ nó bị thiếu máu á, kiếm trong xã hội có chỉ có là dưới 10, dưới 5% số lượng mà trừ á. Mà A trừ nó là ai truyền được cho nó, chỉ có là A trừ và O trừ thôi. Giả sử tìm được B trừ cũng vô nghĩa. Vậy là không ai dạy đi lấy máu hiếm, truyền cho máu phổ biến hết. Nhưng mà thật sự hiếm, truyền được cho hiếm và truyền được cho phổ biến. Quay lại tiếp cái... Bây giờ mình tổ hợp lại. Mình sẽ có tổng cộng 8 nhóm máu. Ví dụ, ở người cho truyền qua người nhận. Ở đây người cho là A cộng truyền được cho ai? Thì mình tách ra mấy chị. Mình tách hệ ABO trước, sau đó là mình ghép cái hệ research vô thôi. A cộng sẽ truyền được cho A nè, truyền được cho AB. AB là máu chuyên nhận. Thì mình sẽ ghép tiếp tục dấu cộng vô. A cộng, AB cộng. A cộng này truyền được cho AB trừ không? A trừ, AB trừ không? Được. Truyền được cho trừ đối với trường hợp là trong A trừ này phải không có anti D, và trong AB trừ này phải không có anti D thì mình mới truyền được. Còn nếu nó có anti D là mình truyền máu sẽ bị vô nghĩa. Truyền vô bao nhiêu vỡ hết hồng cầu nhiêu, truyền vô nhiêu vỡ hết hồng cầu nhiêu. Bên nhóm máu này người cho nó sẽ có kháng nguyên A nè, và nó có kháng nguyên D. A cộng sẽ truyền được cho A cộng, AB cộng, A trừ, AB trừ, nhưng mà phải không có anti D. Tương ứng vậy thôi. Giả sử nhóm máu O trừ truyền được cho ai? Cái O trừ này nó sẽ truyền được cho ai? Bên này mình phân tích kháng nguyên cơ đó, thì nó chỉ có một loại, nó không có loại kháng nguyên nào hết trơn, không kháng nguyên nào luôn. Vậy là bên này nó sẽ truyền cho nhóm máu nè. O truyền được cho O, truyền được cho A, mình lấy hệ ABO trước đi. B. Rồi truyền được nhóm máu AB, nó làm nhóm máu chuyên cho. Sau đó là mấy chị ghép dấu trừ vô. Dấu trừ vô. Dấu trừ vô. Dấu trừ vô. Rồi cộng được không? Được luôn. Truyền được cho cộng luôn. O A B AB, rồi ghép dấu cộng vô thôi. Cộng. 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 Tại bên này kháng nguyên AB không có, mà kháng nguyên D cũng không có nữa, nên nó sẽ truyền được cho trừ với cho cộng luôn. Tương ứng O cộng nó sẽ truyền được cho ai?
cho O cộng, A cộng, B cộng, AB cộng. O cộng này sẽ truyền được cho O trừ, A trừ, AB trừ, B trừ. Đối với tình huống đó là phải không có tia D. Còn nếu có tia D thì nó sẽ không truyền được. Ví dụ O cộng. Ở đây nó sẽ không có kháng nguyên hệ ABO, nhưng mà nó có kháng nguyên D. Do chính có kháng nguyên D nên trong nhóm máu hệ ABO này nè, bắt buộc là phải không có tia D mới được truyền. Còn mấy gì truyền vô mà nó có kháng anti-D truyền vô, nó sẽ bị vô nghĩa. Rồi mình tách ra gì ha, là mình sẽ thấy nhóm máu AB là nhóm máu hiếm nhất, AB trừ hiếm nhất. Mà không biết sao đợt trước cách đây à, chắc cỡ năm mấy rồi, mà không biết sao mấy cái lớp đó nó, mấy chị cùng một đợt đó nha, nhiều lớp nhưng mà nhiều lớp nó mỗi lớp cứ có đứa trừ gì đó. Mấy bé nó thì nó chịu khó đi chơi với nhau, với lại chơi với nhóm máu hiếm để khi nó bệnh nó có người truyền máu liền. Bây giờ tới người mẹ, nhắc lại cái vấn đề cộng truyền cho trừ. Cái cộng truyền cho trừ này dù người này không có anti-D cũng tốt nhất là không truyền. Người này không có anti-D mấy chị cũng đừng có truyền. Giả sử người này chưa có anti-D nha, nếu mà nam á thì mình truyền được có một lần thôi, giống như mình chích ngừa cho họ á. Mấy chị đem cái hồng cầu này chích vô cho họ thì sao? Truyền vô cho họ thì cơ thể họ bắt đầu sinh ra anti-D. Nên cái lúc sau không truyền được nữa, họ chỉ truyền được có một lần. Còn đối với nữ là kể cả không có anti-D này cũng không được truyền luôn, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề mang thai. Nhắc đến vấn đề mang thai, nói cái này cho mấy chị thử, người mẹ nhóm máu O hoặc nhóm máu AB đi, AB cộng con nhóm máu A cộng. Ở đây có hiện tượng tán huyết xảy ra hay không? Lúc này mang thai nha, người mẹ mang thai con nè. Lúc này có hiện tượng tán huyết xảy ra hay không? Phân tích thử đi. Nhóm máu AB này là nó sẽ có kháng nguyên. Đây mấy chị phân tích, nó sẽ có kháng nguyên A, kháng nguyên B, và nó có cái gì trong đó? Không có anti nào hết. Không kháng thể nào hết. Anti kháng nguyên A, kháng nguyên B và kháng nguyên D, tại vì nó là A cộng. Còn đứa con nhóm AB cộng, còn đứa con ở đây A cộng nó sẽ có kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu, có kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu. Ở trong này có anti gì không? Nó có anti, nó có anti B nè. Rồi, có một loại anti thôi. Ở đây có hiện tượng tán ngưng kết xảy ra hay không? Đây, kháng nguyên B. Với lại anti B nè. Ủa có hiện tượng ngưng kết xảy ra mà. Mà tại sao người mẹ AB cộng mang thai con A cộng được? Hồng cầu của người mẹ truyền qua nhau thai, qua nhau thai được nha, hồng cầu qua nhau thai được. Đừng nói qua nhau thai không được, con chết ngắt rồi. Hồng cầu qua nhau thai được, mà tại sao nó lại dẫn đến cái tình trạng đó là không có hiện tượng ngưng kết xảy ra? Tại vì cái bản chất anti B này nè mấy chị, bản chất của nó là nó sẽ xuất hiện sau khi sanh đứa trẻ nó ra xong, bắt đầu từ 5 tháng tuổi trở đi. Thì cái lượng anti B này, cái kháng thể hệ ABO nó mới bắt đầu tăng lên. Còn lúc bào thai nó không có đâu. Cái số lượng nó rất rất là thấp. Khi mà sanh đứa trẻ nó xong á là khoảng 5 tháng sau là bắt đầu nó mới tăng lên từ từ. Vậy là cái anti B này giải quyết được là mình biết được rồi đó, là sau khi sanh xong đứa trẻ nó mới bắt đầu tăng cái anti B này lên. Ví dụ bây giờ người mẹ là B cộng. Cái B cộng này là nó sẽ có kháng nguyên B, kháng nguyên D. Trong này nó sẽ có anti A. Đang mang thai nha. Ở đây nó sẽ có anti A. Cái của đứa con này dẹp cái anti B qua bên đi, tại vì sanh xong 5 tháng sau mới bắt đầu tăng lên. Vậy lúc này máu của người mẹ nè qua người con đang bình thường, máu người con qua người mẹ có vấn đề gì không? Cái kháng thể này qua hồng cầu qua máu đứa con nè, nó bị ngưng kết đây, anti A nè. Đứa con có sản sinh hồng cầu không? Có. Đứa con lúc mà bào thai là có sản sinh hồng cầu rồi nha. Những cái tháng cuối thai kỳ nó sản sinh rất là nhiều. Để mà những cái tháng cuối thai kỳ á, nó bắt đầu sản sinh số lượng nhiều hơn. Để mà khi nó sanh ra xong, đứa trẻ nó sẽ sử dụng máu của nó để mà vận chuyển oxy là chính. Lúc này mấy chị sẽ thấy có phản ứng ngưng kết xảy ra nè.
Nhưng mà ở đây cái bản chất anti A này nè là IgM, nó năm nhánh chữ Y gộp lại, cái IgM này không qua được nhau thai, nó không qua được nhau thai mấy chị. Nên khi này người mẹ có anti A phải không, kệ mang thai vẫn được, này đâu qua được nhau thai đâu. Còn hồng cầu đứa con mà lỡ có sản sinh ra một ít đó, nó qua người cơ thể người mẹ đó, nó cũng đâu ảnh hưởng nhiều, tại vì người mẹ này đâu sử dụng hồng cầu của đứa con để mà duy trì sự sống đâu. Nên người mẹ B cộng này vẫn mang thai con A cộng bình thường. Và bây giờ nói tới B trừ. B trừ mang thai được cái gì? Ở đây là nó sẽ không có kháng nguyên D. Mang thai con cộng là phổ biến. Giả sử nha, đứa con này là trừ. Giả sử đứa con nó là trừ đi, không có kháng nguyên D. Cái này là nó có anti A, bên này là có anti B. Hệ research nó không ảnh hưởng gì hết. Hệ research lúc này đâu có gì đâu, bên này không có kháng nguyên D. Bên này là kháng nguyên D không có nè. Nên bên này có kháng nguyên D gì không kệ đó, không sao hết đó. Mà hồng cầu đứa con này cũng không có kháng nguyên D luôn. Nó không có gì hết trơn á. Bắt đầu sanh đứa thứ hai, thứ ba gì, không sao hết. Nhưng mà không cần biết nha, miễn bắt đầu xuất hiện có dấu cộng. Hệ research dương, khi mà người mẹ mang thai đứa con mà bắt đầu từ đứa có dấu cộng á, thì lúc này trên bề mặt hồng cầu đứa con này sẽ có kháng nguyên D. Và chính khi nó bắt đầu sự hình thành kháng nguyên D này mấy chị, những cái tháng cuối thai kỳ á, số lượng hồng cầu đứa con nó mới nhiều và nó sẽ tiếp xúc trực tiếp máu người mẹ qua quá trình chuyển dạ. Lúc mà mang thai này nó không có hồng cầu đứa con này, nó không có qua người mẹ mà kích thích người mẹ sinh ra kháng thể đâu, chưa đâu, số lượng nó chưa đáng kể. Bắt đầu tới giai đoạn chuyển dạ đó, khi mà ở giai đoạn chuyển dạ nha, do cái này giống như chích ngừa vậy, nhiễm virus ngược lại vậy, cái hồng cầu của đứa con nè nó sẽ tiếp xúc với máu người mẹ và lúc này cơ thể người mẹ bắt đầu hình thành anti D. Khi cơ thể người mẹ hình thành anti D rồi, đây là đứa con thứ nhất mà liên quan đến cộng. Tới đứa con thứ hai, cơ thể người mẹ lúc đầu là chưa có anti D, lúc đầu là chưa. Sau khi sanh xong, cơ thể người mẹ bắt đầu hình thành nên cái anti D. Sau khi sanh xong, đây cơ thể người mẹ mang đứa con thứ hai, kháng nguyên D này cũng chưa có. Có anti A nè, cơ thể người mẹ lúc này hình thành anti D. Hồi trước nãy là chưa không có, bây giờ nó có rồi nè. Trước nãy trên này là không có. Giống như là sau khi chích ngừa đó. Tới đứa con thứ hai. Đứa con thứ hai này mà cộng. Ví dụ đứa con thứ hai này cho B luôn. B cộng nó mang máu giống như mẹ đó. B cộng đứa con này sẽ có cái gì? Thứ nhất, đó chính là trên bề mặt hồng cầu sẽ có kháng nguyên B và kháng nguyên D. Trong máu đứa con này có cái gì? Anti A. Trong máu đứa con này nó sẽ có anti A. Bây giờ mấy chị sẽ thấy xảy ra cái vấn đề. Cái bản chất anti D này nó là IgG, nó sẽ qua được nhau thai. Nó qua được nhau thai. Nên nó làm á, ở những cái giai đoạn sau của thai kỳ á, cái này nó sẽ đi qua nhau thai và nó gây ngưng kết nè. Anti D gặp kháng nguyên D, hồng cầu của đứa con bị phá vỡ. Nên bào thai nó sẽ bị chết. Sảy thai chết lưu ở những cái tháng cuối thai kỳ. Mấy chị sẽ thấy bắt đầu nó sẽ chết đi cái bào thai nó. Nên lúc này người ta hiện tại y học nó tiến bộ, nó có sự can thiệp làm cho người mẹ mà nhóm máu trừ á vẫn có thể sanh được nhiều con, mặc dù con nó là cộng cũng không sao hết. Vẫn có thể sanh được nhiều đứa. Tại sao vẫn có thể sanh được nhiều đứa? Lúc này nó can thiệp bằng cách nào? Bên sinh lý chắc nó cũng có nói ra cái phần này. Đó chính là khi mà mới sanh đứa con đầu tiên này ra nè mấy chị, là nó cần phải có thời gian. Máu đứa con tiếp xúc với máu người mẹ nha, là nó cần phải có thời gian từ từ. Khoảng vài tháng mấy chị, đối với hệ miễn dịch đặc hiệu á, không phải là mới tiếp xúc bữa nay là mới có kháng thể liền đâu, không có đâu. Nó cần khoảng là 2 tuần cho đến cả tháng mới bắt đầu hình thành từ từ. Lúc này khi mà máu đứa con nó trộn vô máu người mẹ,
Đây, cái hồng cầu đứa con đưa vô cơ thể người mẹ, bắt đầu cơ thể người mẹ vài tháng sau nó bắt đầu hình thành anti-D từ từ. Nhưng mà anti-D trong cơ thể này là có tính ghi nhớ, tại vì đây là miễn dịch đặc hiệu. Nó sẽ có sự sao chép liên tục hoài. Nên bắt buộc phải sao? Mình phải đừng có cho anti-D này xuất hiện. Khi nó xuất hiện rồi, mấy chị không cách nào để làm nó đào thải được hết á. Một là lọc máu thì cái lympho B nó vẫn còn nằm trong hệ bạch huyết. Nó có tính ghi nhớ rồi, nó sẽ sao chép tiếp, nó tạo ra anti-D mới. Còn nếu mà mấy chị tiêu diệt lympho B luôn á, là kể cả những cái bệnh lý mà liên quan đến viêm đặc hiệu khác nó cũng có thể suy sụp luôn. Ví dụ mình thường nhiều dùng những cái thuốc ức chế lympho B sản sinh nè, methotrexate á, trong những cái điều trị ung thư á, hoặc là trong những trường hợp ghép tạng mình dùng những cái thuốc ức chế cái sự miễn đáp ứng miễn dịch chống thải ghép, thì nó có thể ảnh hưởng đến những cái sự sao chép của những cái lympho B khác liên quan đến miễn dịch. Lúc này đừng có cho hình thành anti-D này mấy chị. Hình thành rồi không cách gì lỗi được hết á. Ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Lọc máu thì lympho B mới sẽ sản sinh tiếp tục anti-D khác. Vậy trước khi cho nó hình thành anti-D của cơ thể thì cái hồng cầu của đứa con nè, trong máu người mẹ nè, làm ơn lội ra giùm. Trước khi nó kích thích cơ thể người mẹ sinh ra cái anti-D này. Vậy là mình sẽ làm sao? Đó là người ta sẽ chích anti-D vào. Chích anti-D ngoại lai vô. Ở bên ngoài vô. Khi mà chích anti-D bên ngoài vô á, thì lúc này cái anti-D nó gặp cái hồng cầu có kháng nguyên D, nó tiêu diệt. Đứa con có bị ảnh hưởng gì không? Ủa người mẹ có ảnh hưởng gì không? Không, người mẹ đâu có ảnh hưởng gì đâu. Tại vì cái người mẹ này, cái hồng cầu của họ là hồng cầu B trừ. Nó không ảnh hưởng gì hết, chỉ có cái là có dư kháng nguyên của đứa con thôi. Nên lúc này người ta sẽ chích anti-D vô, làm cho tiêu hủy hồng cầu đứa con trong máu người mẹ. Và anti-D đó, khi mà nó dư á, nó sẽ tự đào thải qua gan từ từ ra. Mấy chị thấy mình sẽ có hai loại miễn dịch: miễn dịch chủ động và miễn dịch thụ động. Miễn dịch chủ động mình sẽ kích thích cơ thể mình tạo ra miễn dịch nó để chống lại mầm bệnh. Còn cái miễn dịch thụ động lúc này mình tiêm kháng thể luôn. Khi mà chích vaccine á, có hai loại. Một loại đó là cái nhóm lấy từ những cái mầm bệnh đó, sau đó cơ thể mình sinh ra miễn dịch chống lại cái mầm bệnh đó, kích thích cơ thể mình sinh ra miễn dịch chống lại. Cái nhóm thứ hai là chích luôn cái kháng thể huyết thanh để mà cho cơ thể mình tiêu diệt cái, khi mà xuất hiện mầm bệnh vô nó có sẵn kháng thể nó tiêu diệt mầm bệnh đó, nhưng mà cái kháng thể mà mình chích vô á, thì nó sẽ không bền, tại vì đâu phải do cơ thể mình sản sinh đâu, nó sẽ được đào thải qua gan từ từ theo cái thời gian sống của nó. Mấy chị tiêm anti-D vô nó sẽ phá vỡ hồng cầu đứa con, khi mà nó bị dư nó sẽ đào thải qua gan từ từ. Đâu phải mang thai đứa con mới sanh xong là 1 năm sau mang thai liền nữa đâu, mà mình có thể là 3 4 năm sau mới mang thai tiếp. Không biết nha, lỡ người nào mà 1 năm sau mang thai liền á thì cái lượng chích anti-D nó cũng không có đáng kể đâu. Với lại bào thai nó mang thai tiếp là khoảng 9 tháng mấy nữa, mà 9 tháng 10 ngày nữa, nên đến những cái tháng gần cuối á, nó cũng cái lượng anti-D nó đào thải bớt hết rồi. Chích vô anti-D. Lời tư vấn của mình sẽ là con dao hai lưỡi, nếu mấy chị không nói chính xác. Tại vì khi mà em hướng dẫn xong á, cái mới hỏi lại cái người mẹ mà ô trừ bây giờ muốn sanh sanh được mấy đứa, người ta hỏi mình vậy á, bây giờ tôi ô trừ tôi muốn sanh nhiều con được không, cái mình nói y học về tiến bộ rồi cô ơi, ô trừ với máu hiếm trừ nó vẫn có thể sanh được nhiều đứa, tới đó mình ngưng thì nó sẽ có vấn đề xảy ra. Đó là bản thân mình cũng vậy, khi nào mình mới biết mình bị bệnh đó là khi có triệu chứng. Ở những người mà mẹ trừ này nè mấy chị, mới mang thai đứa đầu tiên cộng á, cơ thể có sinh ra anti-D nó không ảnh hưởng sức khỏe người mẹ đâu. Nên lúc này nha, nhất là những người mà không đi đến những cái phòng khám, như đi đến bác sĩ á, theo dõi cái tình trạng mang thai á, họ không quan tâm vấn đề đó. Nhất là những cái tình trạng mà vùng sâu, vùng xa, dưới quê á. Mấy chị nói đến cái câu nói mấy chị ngưng, à bây giờ y học tiến bộ rồi, cái người ô trừ nó vẫn mang thai được nhiều đứa mà, cô không sao đâu, cô vẫn có thể mang thai nhiều đứa. Xong nói tới đó ngưng, cái người ta về á mấy chị, người ta để thai tự nhiên. Có một số tình huống nha, tại vì mình không thể nói được cái chữ tuyệt đối trong này. Cuộc sống mình không có gì là tuyệt đối hết. Khi mà bắt đầu họ nói đến cái tình trạng, à tại vì mình tư vấn cho họ là mang thai được tự nhiên mà, ủa mang thai sinh được nhiều đứa mà, nên họ để tự nhiên mấy chị. Để tự nhiên xong sanh ra đứa con đầu tiên bình thường khỏe mạnh không có gì hết, tới đứa con thứ hai, đứa con thứ hai cái bắt đầu thời gian sảy thai, đứa con thứ ba thời gian sảy thai, cái bắt đầu lúc mà họ có những cái vấn đề bất thường cơ thể, đau bụng, ra máu, tim thai ngưng, họ mới đi đến cơ sở y tế. Tại vì họ cứ nghĩ là à y học về tiến bộ rồi, khi mình có triệu chứng y học nó sẽ can thiệp được, làm cho mình cải thiện lại được, thì lúc này cơ thể đã hình thành anti-D rồi mấy chị. Nó giống như những cái bệnh lý tự miễn vậy,
Bây giờ bệnh lý tự miễn, hỏi mấy chị có điều trị được dứt không? Phải không? Viêm khớp dạng thấp tự miễn, bệnh lý tự miễn lupus ban đỏ hệ thống, đa số chỉ là ức chế miễn dịch thôi. Ngoài ra điều trị dứt luôn, loại cái kháng nguyên nó loại không được, hoặc là loại lympho B nó chưa được. Chưa được thôi, nhưng mà tương lai có thể được, nhưng mà hiện tại thì chưa được. Đó, mình nói là không sao đâu, y học tiến bộ rồi, điều trị được mà. Đó, người ta để tự nhiên. Xong tới hồi mà đứa thứ hai nó có vấn đề, họ đi đến y học thì lúc này nó đã xuất hiện anti D rồi. Đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư mà cộng nữa sao mang thai? Chỉ có trừ thì mới mang thai được tiếp thôi, còn cộng thì nó sẽ bị chết thai. Không cách gì mấy chị loại anti D thì được hết trơn á. Trong quá trình người ta mang thai làm cách gì lọc máu, trong quá trình mang thai làm cách gì sử dụng thuốc để ức chế lympho B, không cách gì hết. Hiện tại là chưa có, chứ không phải là tương lai sẽ không có, nhưng mà hiện tại là chưa có. Nói mấy chị thấy con dao hai lưỡi không? Khi mà em hỏi là những con bé nó, những bé nó đó, không phải những con bé này là chính quy nha mấy chị, mấy bé nó nhỏ hơn em nên em hay nói kêu nó. Khi hỏi là mấy bé nó đó thì mấy bé nó nói từ gian tới chỗ nó, bé nó tự ngưng. Nó nói bây giờ giờ y học tiến bộ rồi, cô có thể đẻ được nhiều nhiều đứa. Nó từ gian tới nó ngưng thì giống như là không tư vấn vậy, hoặc nó sẽ làm người ta ỷ y hơn, có thể trở thành con dao hai lưỡi. Tại vì thà không biết nha thì họ còn hoang mang, họ còn đi đến bác sĩ để mà hỏi. Còn nếu mà mình tư vấn rồi, y học tiến bộ rồi, bây giờ họ ỷ y, cái lời nói của mình sẽ gây cái tình trạng, cái sự ỷ y ở họ, làm cho họ đợi khi nào có triệu chứng họ sẽ đi đến y học, mà lúc này là muộn rồi. Giống hệt y hiện tại những cái bệnh lý khác của mình, khi nào mình cần sự can thiệp những cái bệnh mãn tính, khi mình có triệu chứng, mà có triệu chứng đó là nó đã tổn thương mãn tính, có biến đổi cấu trúc rồi mấy chị, muộn rồi đó. Ai trên 45 tuổi, 1 năm tầm soát một lần đi. Ngay cả em mới có chơi 30 mấy tuổi thôi mà em có tình trạng thiếu máu rồi nè. Mà em khỏe như con voi á, nhìn ngoài là khỏe như con voi luôn, hoạt động rất là mạnh. Nhưng mà cái tình trạng thiếu máu đó do em chưa đi tìm. Cái tình trạng dịch bệnh này cũng chưa đi tìm nữa. Không biết tại sao lại thiếu máu đẳng sắt đẳng bào nữa. Không biết có xuất huyết hay không, hay là đợt rồi em đi hiến máu nhân đạo á, nhưng mà chưa có bù đủ cái lượng máu đó, trong thời gian dài nó gây tình trạng thiếu máu, nhưng mà chưa thiếu nguyên liệu thôi. Nếu mà để lâu nữa bắt đầu thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắt, thiếu nguyên liệu luôn. Nó nhiều khi nhìn mình khỏe như con voi vậy đó, nhưng mà thật sự cơ thể mình chuyển hóa đôi khi nó kém cũng gây ra tình trạng bệnh lý. Rối loạn bên trong, tổn thương những cái thành mạch từ từ, còn sự bù trừ nhiều mình không hay. Ai nhậu rượu bia nhiều, ai hút thuốc lá nhiều, ai cái lối sống tĩnh tại vui lòng theo dõi nha. Mình trước khi mang thai tầm soát những cái bệnh lý lây truyền qua đường máu, và đồng thời đó là những cái bệnh mà hiếm, có thể là những cái bệnh bẩm sinh, tật di truyền đó, mình phải tầm soát trước để mình có sự can thiệp kịp thời. Cái này nè, muốn mang thai, người mẹ bê trừ này muốn mang thai, đứa con nó cộng trừ không cần biết, thì ngay từ thời điểm chuẩn bị mang thai phải dưới sự quản lý của bác sĩ sản, người ta sẽ đưa ra cái thời điểm để mà tầm soát định kỳ, cần coi can thiệp như thế nào. Thứ nhất là họ chỉ coi à, tới hồi đứa con nó xét nghiệm coi máu đứa con nó là thuộc nhóm máu gì. Rồi nếu mà đứa con nó là cộng thì người mẹ vừa sanh ra xong người ta sẽ tiêm liền cái anti D để mà trung hòa bớt cái hồng cầu của đứa con trong máu người mẹ. Cái lời tư vấn của mình á, tốt nhất là mình sẽ nói ngắn gọn, đơn giản đối với người dân á. Mấy chị đừng có dùng từ nào mà chuyên môn quá, dùng từ nào mà đơn giản đối với họ, nhưng là phải sát nghĩa. Tại vì tư vấn á, mấy chị mà tư vấn càng nhiều á là họ thường suy diễn lắm mấy chị. Mà suy diễn của họ là họ sẽ hiểu theo cái quan điểm chủ quan của họ là nó sẽ tùm lum hết trơn à. Nên nhiều khi mình không nói cái vấn đề đó mà họ cứ nói là mình nói cái vấn đề nó không à. Nhưng mà thật sự là do họ suy diễn. Hạn chế nha, mấy chị nơi tư vấn mà mấy chị nói quá nhiều thì nó sẽ bị làm cho người ta hiểu đôi khi bị sai thông tin chính, làm cho họ điều trị đôi khi bị sai. Ngầm mệt lắm. Mấy cái mà nói nhiều tư vấn á. Nhưng mà bệnh nhân họ quan tâm sức khỏe của họ. Bây giờ mấy chị không có nói cho họ thì họ không chịu. Nên thôi, nói ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu. Đó là lý do một phần sao mà kêu mấy chị phải biết được cái định nghĩa, cái từ mình sử dụng đó. Phải biết cho chính xác đó. Thực hành định danh nhóm máu hệ ABO. Mình sẽ có hai phương pháp dựa vào cái phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể này nè, để mình định ra cái nhóm máu. Đối với một cái phương trình mà có hai biến số, nếu mà hai biến này đều là ẩn số hết thì đương nhiên mấy chị không giải được, bắt buộc phải có một cái biết trước.
Thì lúc này phương trình này bắt buộc phải có một cái biến số biết trước. Cái nào biết trước thì mình gọi cái đó là mẫu để mà tìm cái kia. Ví dụ cái phương pháp mà biết được cái kháng nguyên á, biết được cái kháng nguyên mẫu á, thì mình gọi đó là phương pháp hồng cầu mẫu. Tại sao hồng cầu mẫu? Tại vì kháng nguyên này nằm trên hồng cầu, người ta gọi đó là phương pháp hồng cầu mẫu, thì mình theo vậy đi, theo cái tên mà người nghĩ ra cái phương pháp này họ đặt. Cái phương pháp thứ hai đó là phương pháp kháng thể mẫu, đi tìm kháng nguyên. Kháng thể mẫu hay còn gọi là phương pháp huyết thanh mẫu, tại vì những cái kháng thể này là dạng hòa tan trong huyết tương, loại cái yếu tố đông máu ra thì nó chính là huyết thanh. Phương pháp huyết thanh mẫu này còn gọi là phương pháp trực tiếp, tại vì mình có kháng thể rồi nha, mình chỉ cần đi tìm kháng nguyên của bệnh nhân, nhỏ vô một cái lòi ra ngưng kết, à có kháng nguyên đó, nhóm máu đó luôn. Còn phương pháp mà hồng cầu mẫu này đó là mình phải đi tìm kháng thể rồi sau mình mới đi suy ra nhóm máu của bệnh nhân, nó sẽ hơi qua bước trung gian một chút, ra kháng thể, suy ra kháng nguyên, ra nhóm máu. Phương pháp trực tiếp là phương pháp Bet Vincent kháng thể mẫu. Phương pháp gián tiếp Simonin là phương pháp hồng cầu mẫu gián tiếp. Mình ở đây mình thực hành là chỉ dùng phương pháp trực tiếp thôi, kháng thể mẫu, không dùng phương pháp gián tiếp. Ở ngoài họ có thể dùng hai phương pháp để mà loại những cái trường hợp mà bị sai kết quả bởi xuất hiện những cái kháng thể mạnh đó, hoặc là xuất hiện những cái mà yếu tố cạnh tranh với lại cái kháng thể. Những cái vi khuẩn, những cái bạch cầu nó làm sai cái sự ngưng kết nó, hay là xuất hiện những cái kháng thể lạ làm cho tất cả hồng cầu đều ngưng kết hết. Mặc dù ví dụ người đó là nhóm máu, ví dụ người đó là nhóm máu A đi, nhưng mà sau đó nó làm cho tất cả các kháng nguyên B cũng ngưng kết luôn. Cái mình tưởng nhóm máu AB không à, do nó xuất hiện kháng thể lạ. Nên lúc này họ sử dụng hai phương pháp để mà họ tầm soát lại. Rồi sau đó sao? Lại bệnh nhân lấy máu và lấy cái túi máu test lại một lần nữa, giữa máu bệnh nhân và cái túi máu nó nữa. Mấy chị coi cái phương pháp mà xác định nhóm máu nha. Rồi chút xíu mình sẽ đi vô phân tích cái kết quả nó.
Rồi mình sẽ đi phân tích cái vấn đề trên này. Mình quy ước chung đi là ở cái lúc mà mình thực hành đó, nó sẽ có một cái khai. Cái khai nó có 6 cái giếng như vậy nè. Lúc này cái hàng trên mình sẽ đổ, nhỏ cái anti hệ ABO, còn cái phía dưới này mình sẽ nhỏ anti D. Mình chỉ có 4 loại anti thôi: anti A, anti B, anti AB và anti D. Cái anti AB nó là trong nó vừa có anti A vừa có anti B. Mình nhỏ vô 4 giếng như vậy. Sau đó mình sẽ nhỏ máu bệnh nhân vô. Mấy chị thấy cái lúc đầu cái huyết thanh nó trong veo không? Nó trong suốt à. Đây những cái huyết thanh nè. Anti A nè. Nó sẽ có màu xanh dương. Anti B có màu vàng. Ở đây là người ta bỏ màu vô để mà dễ nhận diện. Chứ thật sự cái dịch huyết thanh của mình là trong suốt à. Cái màu trắng trong. Chứ không phải là vàng trong hay xanh trong gì hết. Nó chính xác. Nó chính là trắng trong. Huyết thanh nha. Còn nói đến cái thành phần huyết tương á, là nó sẽ có thêm yếu tố đông máu. Nên nó mới có màu vàng, màu đỏ đỏ cho mình thấy. Đỏ đỏ vàng vàng á. Mấy chị lậu yếu tố đông máu ở đi thì nó sẽ là màu trắng trong. Cái dịch mũi mình chảy ra đó. Khi mà mình bị viêm mũi chảy dịch mũi ra, nó chính là màu của huyết thanh đó. Trắng trong. Lúc này nhỏ vô, anti B nó sẽ cho màu vàng, nó bỏ cái phẩm màu vô thôi. Phẩm màu mà làm không biến đổi bản chất của những cái kháng thể á. Anti D nhỏ vô rồi nó quy định. Sau đó mấy chị sẽ thấy cái tình trạng mà pha trộn máu trong này. Khi nào gọi là phản ứng ngưng kết xảy ra là tất cả màu đỏ phải tạo thành hạt cát. Còn một hai hạt cát á, mà mình cảm giác thôi nó lắng ở dưới đáy, mình nghiêng 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 mình nghi ngờ nó hạt cát quá thì cái nó không phải là phản ứng ngưng kết nha. Phản ứng ngưng kết là tất cả màu đỏ phải tạo thành hạt cát. Tại vì cái màu đỏ trong cơ thể mình là do gì quyết định? Hồng cầu. Mà đây là phản ứng ngưng kết hồng cầu. Nó ngưng kết làm cho những cái hồng cầu á nó không có tiếp xúc trộn lẫn với nhau được. Nên nó làm cho tình trạng nó là tạo ra những cái hạt cát nhỏ nhỏ. Màu đỏ là phải tạo thành hạt cát hết. Và do nó tạo thành hạt cát á, nên cái huyết thanh của mình nó sẽ trở nên trong trở lại. Đây. Ví dụ sau khi trộn lẫn nè mấy chị. Nè phản ứng ngưng kết là giữa cái kháng thể và hồng cầu gắn kết nè. Kháng thể hình chữ Y này đó là của IgG. Còn IgM là năm cái chữ Y này gặp lại. Mấy chị nhìn thấy nhỏ vô mình chỉ đọc hai cái giếng chính thôi, ba cái giếng chính thôi, hệ ABO thì hai giếng thôi, đó chính là anti A và anti B và một cái nữa là anti D đối với hệ research. Còn cái anti AB này chủ yếu là để kiểm tra cái huyết thanh của mình bảo quản nó có bị hư gì hay không thôi, chứ mấy chị đọc hai giếng này là đã kết quả rồi. Đây đây là phương pháp trực tiếp, anti A có sẵn nhỏ vô, sau đó mình nhỏ máu bệnh nhân vô để khoảng 2 phút mới đọc kết quả nha, đừng có đọc liền. Tại vì cái anti D này nó hơi chậm anh chị. Hệ ABO thì nhanh lắm, khoảng 1 phút là có kết quả hết rồi. Nhưng mà đối với hệ anti D này nè, hệ research này nó chậm. Tốt nhất là khoảng 2 phút đi. Nếu mà mình làm xong nó vẫn âm tính á, thì làm tiếp thêm một giếng nữa của anti D để mình xác định cho chính xác. Tại vì cái D nó hiếm. Thêm một cái nữa, nếu mà nữ nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề truyền máu, quyết định đến vấn đề mang thai. Anti D A đang ngưng kết nè mấy chị thấy không? Lúc này nó đóng cục dưới này nha, nhưng mà mấy chị lắc lên thử là mấy chị sẽ thấy những cái hạt cát nhỏ 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 màu đỏ nó rời nhau, huyết thanh trở nên trong hơn. Đây là có ngưng kết nè. Vậy là phản ứng ngưng kết là phản ứng giữa kháng nguyên và kháng thể cùng tên. Đây là nhóm máu có kháng nguyên A. Nhìn vô giếng anti B có ngưng kết không? Không. Tình trạng máu vẫn màu đỏ vẫn tùm lum chưa á. Vậy là không có kháng nguyên B, có A không B là nhóm máu A. Thêm cái nữa D nó ngưng kết nè, cái này mà mấy chị để lâu chút xíu á là nó giống như cái anti AB trên này nè. Nó trở nên trong suốt như vậy luôn á và nó gom cái màu đỏ này lại, hạt cát. Ở đây là có A có D là nhóm máu A cộng. Nhóm máu này là A cộng nha. Còn cái giếng AB này nè, tại sao nó ngưng kết là chỉ cần có kháng nguyên A hoặc kháng nguyên B hoặc cả hai kháng nguyên là ngưng kết à. Cái này là do có kháng nguyên A nè nên nó bị ngưng kết thôi. Tương ứng như vậy. Cái khai thứ sau nhóm máu gì? Mấy chị thấy nè, anti A này nó cái màu đỏ nó bị pha loãng trong đây nè. Nó đâu có tạo thành những cái hạt cát và huyết thanh nó đâu trở nên trong hơn đâu. Ở đây là không có kháng nguyên A. Anti B ngưng kết, đây huyết thanh nó trong veo lại nè và như tất cả màu đỏ phải tạo thành hạt cát. Thì nó là kháng nguyên B. Có không A, có B, nhóm máu B. Có D ngưng kết nữa, vậy là BD, nhóm máu B cộng. Đi tiếp xuống dưới này. Có A, có B, có D. A, B, cộng. Vậy thôi. Ở dưới này, mấy chị thấy cái này màu đỏ nó lắng xuống đáy này nghe.
cái mình nghi ngờ, mình không biết à có phải là ngưng kết không, mấy chị nghiêng thử cái lắc thử cái khay đá lên, cái này nó sẽ bị kéo sợi chứ không phải tạo thành hạt cát rời rời, và cái huyết thanh nó có trong hơn. Cái này là không phải là ngưng kết mà là hồng cầu nặng nó lắng xuống thôi, mình để lâu á nó lắng xuống, cái này không phải là ngưng kết. Ở đây là không A không B, vậy là nhóm máu O. Cái này mà mấy chị không rõ ràng nè, cái này là mình để chưa đủ lâu nè. Còn nếu muốn chính xác hơn nữa đó, mấy chị lắc thử, nếu mà tạo thành hạt cát nó sẽ gom lại và huyết thanh nó trở nên trong hơn chút thì mình sẽ chính xác hơn. Một là để lâu, hai là lắc lên giờ. Nhưng mà hồi nãy cái kết quả này là O cộng, nếu mà trừ thì vui lòng làm thêm một giếng nữa. Và khi mà mình làm ra ô trừ rồi mình cũng không được ỷ y, bệnh nhân phải không đang chuẩn bị truyền máu, cái túi ô trừ này cũng phải test ở bệnh nhân một cái nữa, lấy cái túi máu này và ở bệnh nhân lại tới giường bệnh nhân nó test một cái nữa rồi mới truyền được. Tại vì mình không có biết được nó sẽ có những cái phản ứng gì xảy ra nữa hay không. Huyết thanh anti-A nó sẽ có màu dương trong, anti-B màu vàng trong, anti-AB màu trắng trong, anti-D màu trắng trong. Mà huyết thanh thực sự của mình là màu trắng trong á, huyết thanh nha, chứ không phải huyết tương. Nó lấy máu nhiều hơn đường huyết nãy chút, nặng 4 giọt. Nếu đúng á là mấy chị phải cho cái giọt máu nhiễu từ trên xuống, chứ không có được đụng cái khay ở phía dưới. Tại vì đụng cái khay phía dưới mình sợ mình sẽ lôi anti, đụng cái anti bên này lôi qua cái giếng bên kia thì nó sẽ sai kết quả. Ủa B cộng gì chị? Chị đọc kết quả dạ. Phương pháp huyết thanh mẫu đây là phương pháp trực tiếp đọc ra kết quả liền giống nãy á. Ra kháng liền máu bệnh nhân máu gì? Dấu cộng này không phải là hệ reset nha, đừng có nhầm lẫn giùm. Dấu cộng này nè, cộng và trừ ở đây là phản ứng dương tính hay âm tính, có ngưng kết hay không. Trừ khi nào nó ghi A cộng sát bên gì nè mới là hệ reset dương. B trừ ở đây mới là hệ reset âm. Đừng có nhầm lẫn nha mấy chị. Bên này là nó ghi phản ứng âm dương, có phản ứng xảy ra hay không ngưng kết. Đây nhìn vô hai giếng thôi, anti A anti B, có anti A ngưng kết, anti B không ngưng kết, có kháng nguyên A, nhóm máu A. Anti A không ngưng kết, anti B có ngưng kết, có kháng nguyên B, không A, không A có B, nhóm máu B. Có A có B, nhóm máu AB. Không A không B, nhóm máu O. Phản ứng phương pháp dùng hồng cầu mẫu thì cái này nó gián tiếp. Nguyên tắc dùng hồng cầu mẫu trước kháng nguyên đặc hiệu để định loại kháng thể. Lúc này á, người ta sẽ lấy cái mẫu phẩm của huyết thanh của bệnh nhân á. Đại người ta lấy cái mẫu huyết thanh bệnh nhân để tìm cái kháng thể, sau nó mới tìm kháng nguyên mà. Nên nó sẽ ảnh hưởng bởi những cái bổ thể và những cái bạch cầu. Họ sẽ đun những trong nhiệt độ khoảng 56 độ C hoặc là 63 độ C trong khoảng 3 đến 30 phút. 56 độ C thì 30 phút, còn 63 độ C thì 3 phút thôi, loại bớt bổ thể để tránh trường hợp nó ngưng kết. Trong những cái huyết thanh bệnh nhân, đôi khi nó sẽ có những cái kháng thể mạnh, nó làm cho những cái hồng cầu của mấy chị nó bị ngưng kết hết à. Mặc dù người ta nhớ máu là A cộng, nhưng mà sao biết sao vô cái kháng nguyên B á, hồng cầu B ở đó, nhỏ cái huyết thanh bệnh nhân vô nó bị ngưng kết luôn. Đọc vô trong máu bệnh nhân có anti B. Nó sẽ làm sai cái kết quả. Ba loại hồng cầu mẫu ABO mình chỉ có ba loại hồng cầu thôi. Phương pháp dùng hồng cầu, nếu đây có ba loại hồng cầu thôi, sau đó mình nhỏ xuống cái khay nãy rồi mình lấy máu bệnh nhân á, sau khi loại bổ thể xong mình nhỏ vô. Nếu ở hồng cầu A không ngưng kết là có anti A không? Không anti A. Hồng cầu B ngưng kết là có anti B. Vậy là cái này có anti B. Nhóm máu nào không anti A mà có anti B? Không kháng nguyên nào là nhóm máu đó là nhóm máu A. Tương ứng dưới này cũng vậy, có anti A không anti B, đây có anti A mà không có anti B, nhóm máu B. Đối với phương pháp hồng cầu mẫu này muốn nhìn nhanh đó là mấy chị nhìn tương ứng trong máu mình. Trong máu mình là phản ứng của kháng nguyên kháng thể đâu cùng tên đâu, nó đâu xảy ra. Trong máu mình là tồn tại kháng nguyên và kháng thể không cùng tên, nên nó sẽ có hiện tượng là hòa tan, nó không có ngưng kết. Vậy mấy chị nhỏ vô đây nào, mà mấy chị thấy cái nào mà nó hòa tan á, đó chính là tương ứng với máu mình luôn á. Tại vì nếu mà nó ngưng kết, nhóm máu mình mà ngưng kết là tử vong mất tiêu rồi. Đây nhỏ vô nhóm máu A hòa tan, nhóm máu B ngưng kết, nhóm máu A. Nhóm máu B, hồng cầu A ngưng kết, hồng cầu B hòa tan giống trong cơ thể mình, nhóm máu B.
hồng cầu O này à, mình không cần xét, chỉ cần hồng cầu A, hồng cầu B này mình có thể xét rồi. Hai cái đều hòa tan hết, giống trong nhóm máu mình, vừa có A vừa có B như máu AB. Vậy thôi. Hai cái ngưng kết như máu O. Không có đầu hòa tan hết, không hòa tan như máu O. Ví dụ phương pháp huyết thanh mẫu nè, là nó có anti, anti A ngưng kết, anti B không ngưng kết như máu A. Tương ứng vậy, dưới này anti A không ngưng kết, anti B ngưng kết, có kháng nguyên B với máu B. Dưới này có kháng nguyên A, có kháng nguyên B với máu AB. Không A, không B, không kháng nguyên với máu O. Tương ứng như vậy, bên này cái đầu máu pha loãng là những máu đó, như máu A, như máu B, như máu AB, như máu O. Tại bên này phương pháp hồng cầu mẫu là giống cơ thể mình đó. Cơ thể mình là kháng nguyên kháng thể, đâu pha loãng, đâu có ngưng kết đâu, nó dạng pha loãng mà. Cơ thể mà bệnh nhân á, cái nào pha loãng là giống như trong máu bệnh nhân. Những cái kết quả làm sai số nó hồng cầu biến chất, làm không bộc lộ được kháng nguyên, làm cho cái nhóm máu nào cũng xảy ra thành nhóm máu O hết, mặc dù đôi khi nó là A. Mấy chị sẽ nghe được một cái loại alen yếu A1. Cái loại A1 nó alen yếu mấy chị. A2 thì alen mạnh hơn nha. Nếu mà trong trường hợp mà AB á, nhóm máu AB á mà alen A1 thì nó sẽ bị đẩy thành nhóm máu B, tại vì nó không bộc lộ được cái alen A1 đó. Hay là trong trường hợp mà nhóm máu A O mà A một A đó chính là alen 1 thì lúc này nó sẽ bị đẩy thành nhóm máu O. Thật sự cái nhóm máu đẩy thành nhóm máu O, cái mình nói à nhóm máu O truyền cho nhóm máu nào cũng được, nhưng mà O có truyền được, A có truyền được cho B không? Tại vì mình bị đẩy cái nhóm máu A cộng với nó bị đẩy thành nhóm máu O do cái alen nó yếu. Cái mình nói à cái này là nhóm máu O, cái mình lấy truyền cho nhóm máu B, nhưng mà thật sự người ta nhóm máu A, xong lấy truyền cho nhóm máu B, rốt cuộc truyền vô bao nhiêu vỡ hồng cầu bấy nhiêu, vô nghĩa. Nên họ sẽ có thể dùng hai phương pháp phối hợp, và đồng thời cẩn thận hơn nữa là lợi dụng bệnh nhân test lại cái nữa, lấy cái máu túi máu nó trộn với cái máu bệnh nhân test lại, lấy cái đũa vệt hai cái giọt nó lại nhau coi có phản ứng ngưng kết gì hay không. Kháng nguyên chất lượng yếu, đây chất lượng yếu, bản chất hồng cầu bình thường nhưng mà kháng nguyên bộc lộ yếu quá, xuất hiện kháng nguyên khác mạnh gây kết tủa toàn bộ. Nó có thể xuất hiện kháng nguyên khác nó gây kết tủa toàn bộ, không phải của hồng cầu, nó trên bề mặt hồng cầu hoặc không phải của hồng cầu, đó là kháng nguyên tồn tại trong máu của bệnh nhân á, không biết kháng nguyên gì hết mà nó lạ, nó làm cho kết tủa tất cả các anti A và anti B, làm ra bệnh nhân máu AB. Mặc dù bệnh nhân có thể là máu B, bệnh nhân có thể là máu O, bệnh nhân có thể là máu A, khi xuất hiện kháng nguyên nó trong cơ thể nó lại làm ngưng tụ hết lại tất cả các kháng thể. Mình làm cứ tưởng là bệnh nhân máu AB cơ mà đỡ một cái. Máu AB thì mình đâu có dám lấy máu của mình. Nếu mà bệnh nhân máu, đúng rồi, cái người cho máu á, nếu mà mình cho máu đó mà cái kháng nguyên nó xuất hiện kháng nguyên lạ, nó làm ngưng kết hết á, thì mình lúc này mình ghi nó là máu AB thì mình sẽ cẩn thận hơn, mình chỉ cho được máu AB thôi. Mà đỡ cái là máu AB nó nhận được từ ai cũng được hết á. Giả sử người này là máu A đi, nhưng mà truyền cho máu AB không sao hết, nhưng mà lỡ người đó là bệnh nhân. Người đó là bệnh nhân lấy máu bệnh nhân á, nhỏ vô để coi thử là nhóm máu gì để mình truyền máu. Người ta đang là tình trạng là máu nó làm ngưng kết hết máu AB, à thì lấy máu nào truyền vô cũng được, ngưng kết hết. Không, đây là bệnh nhân nha, nếu mà đây là bệnh nhân làm cho những cái phản ứng ngưng kết á, cái nào cũng ngưng kết hết do có kháng nguyên mạnh, nó làm cho mình chẩn đoán máu bệnh nhân là máu AB. Thì máu AB lúc này đây là bệnh nhân nên mình sẽ lấy chỉ có máu bệnh nhân là máu AB, cái mình lấy máu gì truyền, mình nói à máu nào truyền cho AB cũng được mà, cái mình lấy máu B, mình lấy máu A, mình lấy máu O, mà trong khi bệnh nhân bị máu gì, giả sử bệnh nhân thật sự là máu O, mình lấy máu A truyền cho máu O là rồi, nó ngưng, nó tán huyết hết rồi. Nên họ sẽ sử dụng hai phương pháp và test ở ngay tại bệnh nhân. Huyết thanh lẫn tạp khuẩn hết hạn, nó không có ngưng kết được, mặc dù người ta có kháng nguyên này nha, nhưng mà kháng thể nó không có giá trị. Mấy chị bảo quản ở nhiệt độ không đủ lạnh, huyết thanh nó bị hư, làm cho không ngưng kết được, mặc dù người ta là có kháng nguyên A, nhưng mà ở đây anti A phải không, không ngưng kết, mình cứ tưởng là không có kháng nguyên A, như máu B như máu O gì đó, nó bị sai chẩn độ kháng thể yếu, kháng thể này yếu quá, số lượng không đủ, nhầm tên bệnh nhân, một cái đơn giản dễ sai lầm, nhầm tên bệnh nhân. Ở thực hành nhóm máu thì rồi ha, là ví dụ nè, cái này thì rõ hơn, đây là phương pháp trực tiếp, không A, không kháng nguyên A, có kháng nguyên B, nhóm máu B, có kháng nguyên D, B, D, B cộng.
Có kháng nguyên A, có kháng nguyên D, A cộng. Không A, không B, có D, O cộng. Có A, có B, có D, A, B cộng. Rồi hết rồi. Tuần sau mình sẽ có một bài kiểm tra vào buổi tối. Nội dung bài học chỉ có hai bài thôi, đó chính là lý thuyết của đo huyết áp và hệ số thanh lọc. Giờ mấy chị có thắc mắc gì cứ hỏi, biết được thì em trả lời liền, còn chưa biết thì em sẽ tìm hiểu lại rồi sau đó trả lời cho mấy chị. Còn mấy chị không có thắc mắc gì nữa thì mình có thể ngưng. Mấy chị ăn uống nghỉ ngơi đi, đặng dưỡng sức. Ăn xong đừng nằm liền nha mấy chị. Ăn xong chịu khó ngồi nghỉ chút xíu. Đừng có vận động luôn, đừng vận động nhiều quá. Ngồi nghỉ chút rồi sau đó mấy chị nghỉ ngơi. Ủa em nãy giờ em đâu có ghi âm. Em đúng rồi mấy chị, kiểm tra buổi tối làm trên LMS. Mấy chị sẽ làm chung với lại cái nhóm bên kia luôn. Bắt đầu mở từ lúc 19 giờ. Tới bữa nay em sẽ nhắc lại cho mấy chị. Tuần sau buổi tối học xong rồi mình mới kiểm tra. Tới bữa nay em sẽ nhắc lại. Rồi bây giờ mình ngưng ha. Nếu anh chị nào không thắc mắc gì nữa. Dạ chào anh chị ạ. Chống dịch cẩn thận nha mấy anh chị.